Xin chào các bạn. Và như nào nhỉ, video này lâu lắm rồi tôi mới sử dụng cái bút này nhỉ. Nhiều khi cất kỹ quá, tức là cất đi lâu ngày và cũng nhiều khi cũng hơi ngại mang ra dùng. Lâu lắm rồi mới dùng, nhưng mà nhiều khi nó có những cái bài nó không liên quan lắm, hoặc là nó có những nhiều cái khái niệm cần phải giúp giải thích, thì tôi lại thích dùng cái này, bởi vì có thể mình sẽ vẽ vời được, mình viết lách nó dễ. Thì hôm nay tôi sẽ nói về cái trang tin tức này. Thì thực ra là tôi cũng hơn một tuần nay rồi đấy, hoặc là trước khi đi công tác bên Bắc Kinh là tôi đã nghĩ về cái này, và sau đó về thì tôi cũng làm, và tôi chính thức bắt tay vào làm cái trang này cũng phải được vài ngày. Và thực ra là cái trang tin tức này thì quá trình làm cái trang này thì rất là thú vị. Phải đầu tiên là cực kỳ hấp dẫn lắm nha, hấp dẫn. Vì sao hấp dẫn thì tôi sẽ nói. Và hấp dẫn mà, và tôi rất nghĩ tôi, kiểu nhiều lúc là hấp dẫn nín thở luôn ấy. Thành ra là tôi nghĩ là nếu mà đây mà là một cái đề tài để các cái học sinh ở các cái lớp học sinh lớp để thực tập thì quá quá là lý tưởng đấy, bởi vì nó sẽ mang lại sức hấp dẫn. Và tại sao nó hấp dẫn? Bởi vì nó có quá quá nhiều cái khái niệm, quá nhiều những cái khái niệm, những cái kỹ thuật rất là thú vị, và rất là thú vị. Và nếu mà các bạn đi làm qua những cái gọi là cái gì, những cái trang như thế này, thì chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều, học hỏi quá nhiều cái gì đây, tôi biết technique hoặc là cái gì, quá nhiều khái niệm rồi technique rồi vân vân tech đấy. Thì tôi cứ biết như này nhiều khi nó hơi hơi vớ vẩn một tí, nhưng mà tôi vẫn cứ thích, bởi vì khi chúng ta làm nhiều nhiều bằng cứ gõ đánh máy nhiều quá, nhìn cái chữ đánh máy chán lắm, và chỗ này trông nó bẩn bẩn xấu xấu tí, nhưng mà tôi vẫn thấy nó có cá tính hơn, hoặc là nó có một cái gì đấy của con người hơn nhỉ. Con người vẫn cứ là hay hơn máy chứ, đúng không? Mặc dù các bạn thông cảm cho tôi viết hơi xấu, hơi bẩn nhé, bình bình một tí. Có lẽ không phải là do tôi viết xấu đâu, mà nhiều khi mình dùng những cái kỹ thuật này nó cũng chỉ vậy thôi nhá. Ok, cái xin phép các bạn là cái video này tôi sẽ nói một cách thoải mái và có phần chém gió một chút, bởi vì như thế là tôi cảm thấy là sau mấy ngày lăn lộn với cái trang này, tôi nghĩ là tôi bắt đầu có quyền chém gió rồi, và tôi cũng muốn tâm sự với các bạn một tí nhé. Thì cái gì nhỉ, tôi nói là thực ra những cái đề tài như này, hoặc là một cái đề tài nữa ở các lớp mà tôi hướng dẫn ấy, thì PHP cũng như là coordinator đúng không, hoặc là CI CI, thì thường thường những cái lớp mọi người vào cái lớp CI này thì trình độ cao hơn chút, nhưng mà cái lớp PHP căn bản này thì thực ra tôi cũng cho cả hai cái lớp này đều những có những cái đề tài này được hết. Mặc dù các bạn ấy vào có thể vào cái lớp PHP cơ bản này có nhiều người còn thậm chí còn chưa biết gì về lập trình cơ, nhưng mà tôi thấy cũng tất nhiên là cũng hơi khó hơn một chút, nhưng mà chúng ta sau dăm 7 buổi là chúng ta cũng có thể đi vào những cái bắt tay vào những cái dự án như thế này được rồi, để thực tập và để học hỏi. Và cái tôi nói tiếp một vấn đề nữa là cái dự án này và cái dự án về về map ấy, cái bản đồ Google Map mà thí dụ làm cơ sở dữ liệu về địa điểm ấy, cũng cũng là một cái dự án mà làm hấp dẫn nín thở luôn. Tôi gọi là hấp dẫn nín thở, nín thở. Tại sao nó nín thở? Thở bởi vì nó có quá nhiều cái technique rất là thú vị. Và hôm nay tôi sẽ không nói về cái map đâu nhá, và tôi sẽ nói về cái trang tin tức này này. Và qua mấy cái ngày lăn lộn với cái trang tin tức này thì tôi sẽ nói một cách tổng quan để chúng ta hình dung một cái trang tin tức này. Thì thường thường có nhiều cái kỹ thuật để làm, nhưng mà tự chung lại thì thứ nhất là chúng ta phải ghép được cái ghép ghép được cái các cái URL nhé. URL là cái link đúng không? Và sau đó thì chúng ta phải display, tức là hiển thị nội dung đúng không, nội dung của article.
Ghép được URL này là của các cái bài báo đấy, bài báo tức là các cái tin tức đấy nhá. Và sau đó thì có hai cái là nhìn nhìn chung lại thì các bạn nhìn thấy là gì? Làm tin tức thì đầu tiên là các bạn phải có đường dẫn của các cái tin tức, và sau đó thì bạn phải có kỹ thuật hiển thị của nó. Thì làm cái trang này nó có nhiều mức độ lắm nhá, nó có nhiều tùy biến kinh khủng luôn. Ví dụ các bạn thường thường nếu mà ghét các cái URL này thì chúng ta có một cái kỹ thuật đơn giản nhất mà tôi nghĩ cũng khá khá là phong phú những cái nội dung, tức là người dùng các cái feed nhá, các cái feed feed này thì nó có như mấy thứ đấy, tôi cũng chưa chưa biết hết đâu, nhưng mà thứ nhất là chúng ta nói về RSS này, rồi nó có cái atom gì đấy đại khái thế, vân vân, có thể còn có một vài thứ nữa, nhưng mà tóm lại nó đều là những cái thứ gọi nó là những cái file XML nhá. XML đây là những cái feed. Thế còn cái feed này thì nếu mà để cái feed này mà ra được cái từ cái feed này, những cái file XML này mà ra được các cái đường đường link đúng không? Lấy được các cái link thì chúng ta phải dùng cái gì? Ở đây chúng ta phải sẽ phải từ XML sang đến link thì chúng ta phải sẽ phải dùng cái những cái XML parser, nó gọi là parser nhé, parser. Parser để nó lấy từ XML chuyển ra thành thành link. Đấy, hoặc là nó gọi là các cái reader hoặc cái parser gì đó đây nhé. Những cái thứ này nó có, hoặc là chúng ta dùng những cái sản phẩm trọn vẹn, hoặc là chúng ta chỉ lấy những cái class của của họ, class rồi chúng ta đưa vào cái ứng dụng của mình. Đây là một vấn đề, tức là vấn đề về từ XML sang 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 cái để lấy được cái đường link. Thì vấn đề ở trong cái này thì nghe nó đơn giản, nhưng mà nó sẽ không có một, tôi nói với các bạn là nó sẽ rất khó có những cái parser hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh thì nó có hoàn chỉnh có không, cái độ cái parser này nó có tốt không, thì các bạn phải chọn được cái công cụ tốt, hoặc là các bạn phải sửa, biết cách sửa nó thành những thứ tốt, hoặc là những thứ mình có thể dùng được cho các cái trang. Bởi vì vấn đề này tôi nói này, khi ở trong cái riêng cái tóm lại ta có nói đây là mảng 1 và vấn đề số 1 và vấn đề số 2 nhá. Tôi bây giờ chúng ta đang nói đây là đang nói về vấn đề số 1 nhá. Chúng ta sẽ nói về vấn đề số 2 sau. Vấn đề số 1 này thì nó có cái gì? Nó có là tôi muốn nói là bây giờ nói về vấn đề số 1 thì vẫn là vấn đề số số 2 thì ta bỏ ra nhé, chúng ta vẫn đang nói về vấn đề số 1 này. Thì nó có vấn đề gì? Tức là có rất nhiều cái trang báo, ví dụ nói tôi chưa nói nhiều đến cái trang của nước ngoài, tôi cũng chưa care lắm, bởi vì độc giả của mình đây là thường thường là hướng tới cái độc giả ở Việt Nam, thành ra là tôi care đến những cái trang của Việt Nam, ví dụ như là VN Express này. Ồ, tôi viết nó hơi ấy nhá. Rồi là Việt Báo gì đấy. Rồi Việt Báo, rồi cái gì 24 giờ. Cái này thì các bạn vào Google và các bạn tra tin tức một cái thì nó ra một loạt. Tóm lại nhiều cái kênh mà nó có cái mình đầu tiên phải quan tâm những cái kênh mà nó lớn và có nhiều độc giả nhất, tức là nó có cái ranking của nó, tức là cái traffic của nó lớn. Traffic. Đó. Thì có nhiều lắm, nhiều lắm. Thì vấn đề là chúng ta là những cái kênh này, nhưng mà có một số kênh thì họ cung cấp những cái feed. Và đa phần bây giờ người ta đều cũng muốn cung cấp các cái feed cả. Thì nó ở dạng như tôi nói, nó là XML. Thì cái feed này thì nhiều khi là nó có, nó hơi khác nhau đấy, khác khác nhau nhá. Và có lẽ là bây giờ tôi sẽ trỏ qua một chút về cái feed này. Tôi cũng làm cái trang thì hoàn toàn chưa hoàn chỉnh đâu, nhưng mà về về căn bản là những cái khái niệm căn bản mà tôi đã giải quyết, và bây giờ tôi chỉ cho các bạn cái trang mà tôi đã làm đến đâu. Thực ra nó hoàn toàn là đang dang dở cả, nhưng mà tôi nghĩ là những cái vấn đề đấy đều có thể từ từ mình giải quyết nhé.
Đây tôi nói thí dụ như tôi làm đang cái trang này hoàn toàn là các bạn thấy không, nó cũng chả có gì nhiều, tức là thậm chí còn mấy cái này tôi còn chưa thèm sửa, nhưng mà những cái công nghệ cốt lõi của nó thì tôi đã bắt đầu làm, và tất nhiên là nó còn ở cái mức còn còn xa lắm mới đến cái thành phẩm, nhưng mà thí dụ ở đây nó tôi đánh giá nó cũng khoảng được 40% 50% thôi, chứ còn đến cái thành phẩm thì nó cũng còn xa lắm. Thì tôi sẽ nói chính tôi nói tại sao là tôi lại có quyền mà chém gió một chút, bởi vì tôi cũng nắm được cái vấn đề này. Và như vậy đây, những cái thứ này ta gọi là những cái feed đúng không, và từ cái feed này mà chúng ta chuyển sang các cái đường link này thì ta dùng những cái parser đúng không, parser XML parser. Và cái vấn đề thứ hai đây là vẫn như từ cái phần này mà ấn vào đây thì nó, hoặc là ấn vào 24 giờ chẳng hạn, nó lại ra được những cái thứ khác đúng không, các bạn thấy không? Chúng ta từ đây là những cái RSS này, và ta lấy ra được thành 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 những cái đường link này thì dùng cái bài toán gọi là số 1 đấy. Thì chúng ta thấy là đối với với ví dụ VN Express thì chúng ta lại có được những cái đường link nó hơi khác. Và cái này cái mà tôi đang đang sử dụng cái gọi là cái parser XML parser, thì tôi dùng cái gọi là Simple Pi. Thì nếu mà các bạn tra tra ở trong trong Google thì các bạn thấy Simple Pi cũng là một thứ có vẻ như là cũng 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 được đông người sử dụng đấy, nó cũng được khuyến cáo. Và đây cái bước thứ hai là cái bước gì mà khi mà chúng ta click này vào này, nếu bình thường thì nó có những cái đường link này mà các bạn không xử lý gì cả thì nó sẽ bật thẳng vào cái trang trang của người ta, ví dụ đây là Express chẳng hạn, thì ấn vào đây nó sẽ nhảy về Express, thì cái đấy thì các bạn không cần phải làm gì cả thì bao giờ nó cũng nhảy được cái khâu như thế. Nhưng mà đấy chưa chắc đã phải là cái mình muốn là gì, khi chúng ta ấn vào đây thì cái người khách người ta xem cái trang của mình, người ta không bị nhảy về cái trang chủ đấy mà người ta vẫn ở lại cái trang của mình, chứ nếu không thì đuổi gà người ta lại chạy đi, chứ chắc người ta lại chạy về sang bên kia, người ta lại xem lan man, thì cái chắc người ta đã stay, người ta đã ở stay ở trên cái trang của mình. Đây chúng ta nhìn này, và nếu mà để click vào đây và nó nhảy về, tức là hiển thị cái trang trong nội dung trang web của mình, thì mình phải dùng cái kỹ thuật, thường thường là hay dùng kỹ thuật Ajax để làm, hoặc là các bạn dùng một kỹ thuật nào hơi khác một chút. Cái Ajax này nó có cái hay là nó có cái hay là nó rất là xịn, nhưng mà nhiều khi các bạn ấn thấy không, tôi ấn vào đây nhưng mà cái đường đường link của nó chả hề thay đổi gì cả. Ví dụ tôi ấn vào đây cái đường link này nó vẫn là như vậy, thành ra khi mà mình muốn copy một cái bài, một cái đường dẫn để cho các bài báo thì không có, mà chúng ta chỉ copy được cái đường dẫn cho toàn bộ những cái nhóm tin này, tức là nó tương đương với cái kênh VN Express, cái này hình như nó là xã hội hay gì đấy. Tôi nói sơ sơ như thế để các bạn hình dung ra là cái bài báo là cái kỹ thuật này nó như thế nào. Và một chút nữa nhỉ, thì một chút nữa tôi nói đến cái riêng cái phần 1 này thì các bạn phải xử lý là gì, nó có cái vấn đề là gì, các cái parser này nó không hoàn chỉnh, thành ra có khi nó đọc được của VN Express, có khi nó đọc được của 24 giờ, nhưng mà tôi ấn vào đây Việt Báo nhé, các bạn nhìn này, tôi ấn vào Việt Báo thì chưa chắc nó đã ra và nó báo lỗi. Thì những cái thứ này tôi nghĩ là có thể xử lý được, nhưng mà mình phải mất công xử lý. Đây, Việt Báo. Boom. Và các bạn thấy không? Ấn vào Việt Báo thì nó lại báo lỗi. Nó nói cái gì gì đấy, đại khái. Nhưng mà ấn vào Express thì nó đọc được, và ấn vào 24 giờ thì nó được được. Như thế là chúng ta nói là có một vấn đề về về cái bài số 1 này này. Thì cái câu hỏi số 1 này thì cái vấn đề là cái chất, tức là nó có tương thích không? Những cái thí dụ những cái parser này nó có xử lý được nhiều vấn đề, tức là nhiều cái trang không, những cái trang này nó đưa ra những cái đường, nó đưa ra những cái feed thì nhiều khi nó hơi hơi không đúng tiêu chuẩn, có những cái thì feed thì nó đọc ngon lành, nhưng mà có những cái feed nó không đọc được, thì các bạn sẽ phải xử lý ở đây. Thì cái chính là công nghệ tí, bởi vì các bạn là developer thì các bạn sẽ phải can thiệp vào, can thiệp hoặc là các bạn can thiệp, các bạn modify lại code, hoặc là các bạn phải kiếm được một cái code tốt hơn mà nó có thể đọc được nhiều kênh hơn nhé. Đấy là một vấn đề, thế chỉ có vậy thôi. Nếu mà cái sự can thiệp hoặc là các bạn kiếm được một cái tốt quá mà cái engine mà nó tốt, nó có thể pass được nhiều
nhiều trang thì chúng ta lại đỡ phải xử lý thôi. Còn tôi nghĩ là chắc là đều phải xử lý hết với một tập hợp, ví dụ bạn lấy 20 một cái 20 cái nguồn trang chẳng hạn, hoặc là bạn lại bạn muốn cho những cái người mà người đọc của mình người ta tự tự thêm vào các cái kênh kênh báo chí, thì đặc biệt là cái Parser này của các bạn là phải tương thích rất rộng, phải thì bạn mới có đủ tự tin để cho người ta tự park tự tự thêm kênh vào đây nhá. Đấy là vấn đề số 1. Bây giờ tôi đang nói sang vấn đề số 2. Vấn đề số 2 có nghĩa là các bạn vấn đề hiển thị nội dung thì là các bạn phải có phương thức hiển thị nội dung riêng của mình, đúng không? Đúng không? Thì các bạn sẽ dùng phải phải dùng cái phải, các bạn sẽ phải edit hoặc là xây dựng các cái function để mà on click đấy. Khi mà chúng ta click vào cái đường link đấy thì chúng ta mới xử lý như thế nào cho nó hay ho, còn cái bài của mình hoặc là cái trang của mình nó có hấp dẫn hay không thì nó ở các cái function này các bạn làm thế nào rồi. Đấy là cái khâu này tôi gọi là khâu số 2, nghĩa là cái gọi là display đấy, nhà thể hiện đường link. Và cái này nếu mà để thể hiện được thì các bạn biết là gì? Thường thường là khi chúng ta click vào một cái đường link thì nó là cả một cái trang web. Ví dụ nha, tôi nói ví dụ như này. Đây tôi nói ngay này, ở trên trang VN Express nhé, VN Express chẳng hạn .net. Khi chúng ta ấn vào cái đường link này chẳng hạn thì nó ra đây là một bài báo đúng không? Nhưng mà ngoài cái việc bài báo ra, nó thể hiện cả một cái trang này, rồi là cả quảng cáo ở loanh quanh ở đâu đấy, tức là rất rối rắm. Thì thực ra cái bài báo nó là cái phần bên này này, nó chỉ đây đây nó chỉ là cái phần này đây này đấy, và nó viết thì nó viết ở đây đúng không? Đây là phần này là bài báo, đa phần là họ viết rất ít và họ chụp ảnh rất nhiều để đỡ phải viết. Và tôi thí dụ chúng ta lại nói đến một bài khác chẳng hạn, thí dụ như mẹ chạy thận ủng hộ con gì đây này, mẹ chạy thận đúng không? Chúng ta thấy là cái bài báo gì nó nằm đây đúng không? Nhưng mà cái trang thì nó lại rất nhiều thứ rườm rà, rồi quảng cáo, rồi rối rắm, nó lại nhiều thứ không cần thiết. Bài thì nó chỉ hoàn toàn như thế này thôi. Nhưng mà vấn đề là bạn làm thế nào bạn tách được cái bài ra khỏi những cái thứ không cần thiết khác chẳng hạn. Thì đấy là cái function của mình phải viết khéo. Thường thường là mình phải dùng jQuery hoặc là dùng đây những cái này, nếu mà có một đường link và có một cái trang web và chúng ta lại lấy, tức là cái kỹ thuật này người ta gọi là gì, căn bản của nó gọi là lấy một phần của HTML đúng không? Đây lại là một kỹ thuật. Thì ở trong kỹ thuật này thì tức là trong này nó có bao hàm hai ý. Thứ nhất là chúng ta phải lấy cái dùng dùng thí dụ như các bạn biết là get content, file get content đấy, ở trong PHP nó có file get content đúng không? Để chúng ta lấy toàn bộ cái trang văn bản về, cái trang HTML về, sau đó chúng ta lại phải dùng đến parser để là biến đây chúng ta lấy được cái string về, nhưng mà chúng ta pack nó thành các cái đối tượng parser gọi là HTML parser đấy. HTML thì chúng ta lại dùng những cái engine khác nhau, cái nào càng tốt càng dễ dùng thì các bạn chọn nó, hoặc là nếu mà các bạn giỏi hơn nữa thì các bạn tự phát triển cái của mình. Và sau đó thì chúng ta dùng, khi mà đã pack thành đây, chúng ta có thể dùng kỹ thuật của PHP nhé. PHP nó sẽ parser, nó pack một cái string này ra thành một cái DOM đúng không? Nó gọi là DOM. DOM Document Object Model. Và các bạn pack khi pack được thành cái DOM này rồi thì các bạn mới có thể select được, chúng ta mới có thể select tiếp được nhé. Mới select được cái phần nào là chúng ta lấy ở phần nào bỏ đi. Đấy thì câu chuyện này cũng rất khó. Tức là có thể chúng ta xử lý tốt trong một cái trang VN Express chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta lấy select nó ở trang VN Express thì có thể nó dùng một cái chấm class gì đấy, class là content chấm content hay là cái gì đấy, container chẳng hạn. Nhưng mà không đảm, không không chắc
tức là mình dùng lấy cái deep như thế này, nhưng mà có thể thằng trang khác, có thể thằng 24 giờ hoặc là thằng gì nhỉ, Việt Báo nó lại dùng một cái class khác. Thì như vậy là để một cái mà mình muốn như thế, như vậy là cái những cái này nó cũng không không chuẩn hóa, không chuẩn hóa đúng không? Và tôi cũng chưa nghiên cứu được kỹ lắm về những thứ này, thành ra tôi cũng chưa nói nhiều về những cái thứ này, nhưng mà tôi nghĩ rằng để các bạn để select đúng cho được chạy trên cho tất cả các cái feeder hoặc là các cái trang báo thì chúng ta lại phải có một cái trình gọi là xử lý thông minh, xử lý về thông minh nhé, xử lý thông minh nó đều mang tính thông minh hết nhé. Thí dụ như là chúng ta nói ở vấn đề một này, nó làm việc với các cái feed này nó cũng hơi khác nhau, và tóm lại là nếu mà cái trình xử lý của mình thông minh, cái parser của mình thông minh thì mình sẽ xử lý được nhiều các cái trang hoặc là nhiều loại feed khác nhau. Và ở đây cũng thế, nếu mà cái function mà mình xử lý để trích nội dung này nó cũng thông minh thì chúng ta sẽ phải tác động vào đây và xây dựng những cái thứ rất là thông minh để nó có thể làm việc. Càng thông minh thì nó có thể chấp nhận được càng càng nhiều những cái trang, nó có thể trích dẫn nội dung từ rất nhiều cái trang và khi chúng ta click vào. Được không nhỉ? Có lẽ cái bài này quá dài rồi, và mặc dù là còn rất nhiều vấn đề tôi đang nói muốn nói nữa, nhưng mà có lẽ hôm nay chỉ nói về hai cái vấn đề cốt yếu này thôi. Ngoài ra còn những cái vấn đề khác, thí dụ đây tôi chỉ liệt kê thôi và tôi sẽ không nói thêm bởi vì là sợ là nó quá dài. Vấn đề số 3 này là khác. Khác thì gồm có chúng ta CSS là làm sao, chúng ta bố cục như thế nào, rồi chúng ta có dùng DB không, ở mức độ như nào, rồi chúng ta caching nó như nào, cache như nào, đúng không? Để mà không phải mỗi lần chúng ta lại moi móc lại lên server lại lấy thì người người đọc sẽ bị chậm và cái server nó sẽ bị nặng và không cần thiết. Chúng ta cache nó như thế nào, rồi chúng ta làm cái với các cái xã hội như nào, mạng xã hội ấy, chúng ta kết nối nó để người ta có thể bình luận rồi người ta share, comment và share đúng không? Phải có những cái gì người ta thấy cái trang của mình nó phải dễ dàng và có tính chất xã hội thì người ta mới 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 sử dụng nhiều. Thì đây là những cái vấn đề còn đây. Còn thực ra thì chúng ta làm chính vì vậy tôi mới nói là cái bài của cái trang, cái phần làm việc của tôi nó chỉ được, có khi nếu mà nói như thế này thì nó chỉ được là 20-30% thôi, 20 đến 30% thôi. Thế còn lại là những cái thứ này thì còn rất nhiều vấn đề. Chúng ta DB ở mức nào, rồi chúng ta quản lý, còn vấn đề nữa là về vấn đề quản lý user. User như là mình có muốn user không, có muốn họ login không, rồi nếu mà user login thì mới có cho phép bình luận chứ, đúng không? Bình luận rồi chia sẻ. Rồi rất nhiều vấn đề. Thành ra là những cái bài toán này nó là một cái thứ mà rất là phù hợp và rất là hấp dẫn để cho mà các bạn là chọn nó làm cái đề tài để thực tập ở trong cái khóa học PHP cũng như là Coordinator ở học lập trình online.com. Ô tôi viết tắt thế nhé. Nhiều khi đây là những cái khóa mà nín thở luôn. Và các bạn ngoài những cái đề tài này thì tôi còn có thể có một cái đề tài hướng dẫn về làm gọi là cơ sở dữ liệu địa điểm. Tất nhiên là tôi cũng chưa hoàn chỉnh về những thứ này đâu, nhưng mà nó là những cái kỹ thuật để gợi mở và các bạn sẽ hoàn chỉnh nó và các bạn có thể theo đuổi hoặc là chọn lựa chọn làm cái topic nào đó, và đều là những cái đề tài hấp dẫn một cách nín thở cả. Bởi vì chúng ta sẽ học hỏi rất nhiều các vấn đề trong những cái bài tập như thế này. Ok.